đồn đoán về người kế nhiệm vị trí lãnh tụ tối cao Iran sau khi Tổng thống Raisi qua đời. Chân dung người được chỉ định làm quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran. Nga thất bại với nghị quyết chống vũ khí hạt nhân trong không gian. Chỉ huy lữ đoàn Azov của Ukraine thề giải cứu hàng trăm đồng đội bị Nga bắt giữ. Xin kính chào quý khán giả thân thiết của kênh Nghệ An TV. Hãy cùng với chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất trong 24 giờ qua. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính ngay sau đây. Sau vụ rơi trực thăng khiến Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tử nạn, người được đồn đoán sẽ kế nhiệm vị trí lãnh đạo tối cao Iran chính là con trai của ông Ayatollah Ali Khamenei, ông Mojtaba Khamenei, được mô tả là người trong bóng tối của chính trường Iran. Ông Mojtaba, 55 tuổi, là con trai thứ hai trong số 6 người con của ông Khamenei. Theo The New York Times, ông Mojtaba Khamenei từ lâu đã được đồn đoán sẽ đảm nhận cương vị hiện tại của cha mình ở một thời điểm nào đó trong tương lai. Ông Mojtaba Khamenei giảng dạy tại chủng viện lớn nhất Iran ở Qom, nhưng các nhà lãnh đạo tôn giáo khác đã phản đối bằng cấp của ông. Ông chưa đạt được cấp bậc cao trong hệ thống giáo sĩ CI, điều mà từ lâu được coi là cần thiết để đảm nhận vai trò lãnh đạo tối cao. Tuy nhiên, điều mà con trai nhà lãnh tụ tối cao của Iran có vẻ lão luyện là ở khả năng điều động chính trị. Là một cựu chiến binh trong cuộc chiến Iran-Iraq, ông Khamenei là đồng đội của ông Hossein Taeb, người sau này trở thành lãnh đạo đơn vị bán quân sự Basi của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC và sau đó lãnh đạo lực lượng tình báo của IRGC trong nhiều năm. Ông Mojtaba Khamenei cũng được cho là có mối liên hệ cấp cao khác với bộ máy an ninh của Iran. Ông từng bị các nhà cải cách Iran cáo buộc đóng vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2005 giúp ông Mahmoud Ahmadinejad, một người theo chủ nghĩa dân túy cứng rắn, bất ngờ đánh bại các ứng cử viên hàng đầu vào thời điểm đó. Năm 2009, sau khi ông Ahmadinejad tái đắc cử trước nhà lãnh đạo cải cách Mir Hossein Mousavi, các cuộc biểu tình chống chính phủ đã lan rộng khắp cả nước. Nhiều nhà hoạt động đối lập đã phản ứng gay gắt trước vai trò bị nghi ngờ của ông Mojtaba Khamenei trong cuộc bầu cử, cũng như những tin đồn về việc ông kế nhiệm vị trí tối cao của Iran. Vào năm 2022, ông Mousavi, người bị quản thúc tại gia từ năm 2011, đã kêu gọi lãnh tụ tối cao Iran xóa tin đồn về việc con trai ông sẽ kế nhiệm. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước ILNA, thành viên hội đồng chuyên gia lựa chọn lãnh đạo tối cao, giáo sĩ Mahmoud Mohammadi Araghi cho biết, ông Ayatollah Khamenei, 85 tuổi, kịch liệt phản đối việc con trai ông được xem xét. Hội đồng chuyên gia phải nhất trí bầu ra người lãnh đạo tối cao. Cho đến lúc đó, họ có thể chọn một hội đồng lãnh đạo gồm 3 hoặc 5 thành viên để điều hành đất nước. Nhiều chuyên gia Iran cho rằng ý tưởng để chính con trai của ông Khamenei kế vị sẽ gây nguy hiểm cho hệ thống. Kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, một nhóm nhỏ giáo sĩ CI điều hành Iran. Họ có quyền lực hơn cả các quan chức dân cử. Nhưng đất nước này có một nguyên tắc nền tảng, đó là không chấp nhận chế độ cha truyền con nối. Ngày 20 tháng 5, quyền Tổng thống Iran Mohammad Mokhber đã chỉ định ông Ali Bagheri làm quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thay thế ông Amir Abdullahian vừa qua đời trong vụ rơi trực thăng. Theo Palestine Chronicle, ông Ali Bagheri là nhân vật đóng vai trò then chốt trong các cuộc đàm phán hạt nhân của Iran với các quốc gia phương Tây và trở thành trụ cột quan trọng trong Bộ Ngoại giao Iran. Ông từng là trợ lý Ngoại trưởng Iran phụ trách các vấn đề chính trị, dẫn dắt nhóm đàm phán của chính phủ Iran tham gia các cuộc đàm phán hạt nhân tại Viên và một số nước Ả Rập. Ông Ali Bagheri được đánh giá là chính khách theo đường lối chính trị bảo thủ. Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Ali Bagheri sinh năm 1967 tại quận Khan, phía bắc thủ đô Tehran. Ông sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống tôn giáo bảo thủ và là con của giáo sĩ danh tiếng Mohammed Baher Bagheri Kani, từng là thành viên hội đồng chuyên gia và nghị sĩ quốc hội Iran. Chú của ông Ali Bagheri, ông Mohammed Reza Madavi Kani, từng là thủ tướng kiêm chủ tịch hội đồng chuyên gia Iran, đồng thời là nhân vật theo đường lối bảo thủ rất có tiếng trên chính trường Iran. Anh trai của ông Ali Bagheri, ông Mesba Anhuda Bagheri Kani, là con rể của lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ali Khamenei. Ông Mesba Anhuda Bagheri Kani được đánh giá là một trong những nhân vật đáng tin cậy tại Iran. Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran có bằng tiến sĩ triết học, chuyên ngành kiến thức Hồi giáo và kinh tế tại Đại học Iman Sadid, nơi cha ông là giáo sư giảng dạy và cậu là hiệu trưởng. Ông Ali Bagheri bắt đầu sự nghiệp chính trị vào năm 1989 khi mới ở tuổi đôi mươi. Ông làm việc cho ban thư ký của Hội đồng An ninh tối cao Iran. Đến năm 1994, ông chuyển sang làm việc cho Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Iran trên cương vị nhà phân tích chính trị thuộc Ban tin tức phát thanh, nhưng chỉ làm ở đây khoảng vài tháng. Sau đó, ông chính thức theo đuổi con đường ngoại giao tại vụ Ả Rập và châu Mỹ tại Bộ Ngoại giao Iran. Từ năm 2005, ông chuyển sang làm việc tại vụ châu Âu. Sau đó, ông được chính trị gia bảo thủ Said Jalili chỉ định làm thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran vào năm 2007.
Ông Ali Bagheri cũng tham gia vào các cuộc đàm phán hạt nhân Iran do ông Saeed Jalili làm trưởng đoàn năm 2013 dưới thời Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán này lại kết thúc mà không đạt được kết quả nào. Sau khi lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ali Khamenei chỉ định ông Ebrahim Raisi làm Bộ trưởng Tư pháp vào năm 2019, ông Ali Bagheri trở thành tay chân thân tín của ông Raisi và được chỉ định làm thư ký Bộ trưởng Tư pháp phụ trách các vấn đề quốc tế. Ông cũng được ông Raisi tín nhiệm bổ nhiệm làm thư ký cho Bộ trưởng Tư pháp phụ trách vấn đề nhân quyền, thay thế ông Mohammed Javad Larijani, người từng đảm nhiệm cương vị này trong vòng 14 năm. Đến năm 2021, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian bổ nhiệm ông làm trợ lý các vấn đề chính trị, thay thế ông Abbas Araghchi. Ông Ali Bagheri tiếp tục thăng tiến lên vị trí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và mới nhất được chỉ định làm quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao sau khi người tiền nhiệm Amir Abdollahian thiệt mạng sau vụ rơi máy bay trực thăng chở Tổng thống Raisi cùng một vài quan chức ngoại giao Iran ngày 19 tháng 5 vừa qua. Nga đã trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự thảo nghị quyết kêu gọi tất cả các nước không triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian vũ trụ. Để được thông qua, dự thảo nghị quyết trên cần ít nhất 9 phiếu ủng hộ tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và không có phiếu phủ quyết nào của một trong 4 nước ủy viên thường trực còn lại trong Hội đồng Bảo an, gồm Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc. Tại cuộc bỏ phiếu ngày 20 tháng 5, dự thảo nghị quyết của Nga chỉ nhận được 7 phiếu ủng hộ, trong khi có 7 phiếu trống và 1 phiếu trắng. Nga đưa ra văn kiện trên sau khi nước này phủ quyết dự thảo nghị quyết do Mỹ đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hồi tháng trước, trong đó kêu gọi các nước ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian vũ trụ, đồng thời đảm bảo hòa bình, an ninh và thúc đẩy hợp tác quốc tế theo các hiệp ước hiện hành. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia nhấn mạnh dự thảo nghị quyết của nước này nhằm mục đích kêu gọi chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang ngoài không gian, bao gồm cả vũ khí hủy diệt hàng loạt và tất cả các loại vũ khí khác. Hồi tháng 2 năm nay, Tổng thống Vladimir Putin cho biết trong không gian, Nga chỉ làm những gì các quốc gia khác, trong đó có Mỹ đang làm. Quan điểm của Nga rất rõ ràng và minh bạch. Chúng ta luôn kiên quyết phản đối việc bố trí vũ khí hạt nhân trong không gian. Chúng ta kêu gọi tuân thủ tất cả thỏa thuận hiện có trong lĩnh vực này. Về vấn đề ổn định chiến lược, Nga cũng chưa bao giờ từ chối đối thoại. Theo Reuters, tuyên bố của ông chủ điện Kremlin được đưa ra trong bối cảnh Nhà Trắng trước đó cáo buộc Nga triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian. Bộ trưởng Shoigu nhấn mạnh với Tổng thống Putin rằng Mỹ thừa biết không có dự án nào như thế trong không gian. Nga và Mỹ là những cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới. Kho vũ khí của hai nước chiếm khoảng 90% vũ khí hạt nhân toàn cầu và cả hai đều có vệ tinh quân sự tiên tiến quay quanh trái đất. Hiệp ước năm 1967 mà Mỹ và Nga đều là thành viên cấm các bên ký kết đặt vào quỹ đạo quanh trái đất bất kỳ vật thể nào mang vũ khí hạt nhân hoặc bất kỳ loại vũ khí hủy diệt hàng loạt nào khác. Tuy vậy, trong những năm gần đây, những bất đồng giữa Moscow và Washington đã làm xói mòn khuôn khổ các hiệp ước kiểm soát vũ khí nhằm giảm nguy cơ hạt nhân giữa hai bên. Mới đây, tư lệnh lữ đoàn Azov khét tiếng của Ukraine, Trung tá Denis Redis Prokopenko cho biết, có hơn 900 chiến binh Azov tham gia bảo vệ pháo đài Azovstal đã bị Nga giam giữ trong suốt 2 năm qua và thề sẽ chiến đấu cho đến khi đưa được tất cả đồng đội về nhà. Được biết, 2 năm chính xác là khoảng thời gian đã trôi qua kể từ khi các chiến binh Azov rời khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, tỉnh Donetsk sau chiến dịch tử thủ thất bại. Quân đội Nga thời điểm đó đã cắt mọi nguồn tiếp viện, vây trận Azovstal đến mức một con ruồi cũng không thể lọt qua, ép lực lượng Ukraine chủ yếu là các chiến binh Azov cuối cùng phải đầu hàng. Ông Prokopenko tuyên bố, việc bảo vệ Mariupol đã cứu Ukraine. Cái giá phải trả cho cuộc giải cứu này là mạng sống của các chiến binh của chúng tôi, những người đã thiệt mạng trong cuộc chiến đô thị đó cũng như tự do của hàng trăm anh em của chúng tôi, những người đã và đang bị giam giữ ở Nga trong 2 năm qua. Tư lệnh lữ đoàn Azov nhấn mạnh, đã 2 năm rồi, 2 năm bị Nga giam giữ của hơn 900 binh sĩ thuộc lữ đoàn lực lượng đặc biệt số 12 Azov, những người đã bảo vệ Ukraine bằng những biện pháp tuyệt vọng. Chỉ huy lữ đoàn Azov nhấn mạnh, tên của các chiến binh Azov sẽ không bị lãng quên và đơn vị này sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi tất cả những đồng đội đang bị giam giữ ở Nga được trả tự do. Ông Prokopenko cho biết, ngày nay, mọi cuộc đấu tranh, mọi cú bắn và mọi bước đi đều dẫn đến cùng một mục tiêu, đưa những chiến binh Azov bị bắt về nhà. Và cho đến khi điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, chúng tôi sẽ đưa mọi người trở lại, chúng tôi sẽ giải phóng tất cả mọi người. Theo Pravda, trong một cuộc phỏng vấn mới nhất, ông Prokopenko đã kể lại việc nhận được lệnh từ lãnh đạo chính trị quân sự cấp cao của đất nước 2 năm trước về việc dừng việc phòng thủ Mariupol và rời khỏi lãnh thổ Azovstal. Trước đó,
các cuộc đối thoại với phía Nga đã dẫn đến các thỏa thuận sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal. Sau đó, hàng trăm công dân Mariupol ẩn náu trong nhà máy đã được cứu. Tất cả thường dân đang ẩn náu tại Azovstal đều sống sót. Ngày 7 tháng 5 năm 2022, người dân cuối cùng rời khỏi nhà máy. Sau đó, lực lượng phòng thủ Mariupol của Ukraine tiếp tục duy trì sự kháng cự cho đến khi bộ chỉ huy cấp cao ra lệnh đầu hàng.